Tháng 2 năm 2022, Honda Civic thế hệ thứ 11 của thương hiệu Nhật Bản chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Do là xe nhập khẩu nên số lượng xe Honda Civic bán ra ở thị trường Việt Nam cũng không nhiều dù nhu cầu của khách hàng vẫn lớn. Dạo quanh thị trường xe cũ, những chiếc Honda Civic lướt được giao bán khá hiếm và nhận được sự quan tâm lớn của người dùng. Hiện nay, sau một năm bán ra, những chiếc xe Honda Civic đã bắt đầu lên sàn xe cũ, nhưng số lượng hạn chế cùng nhiều mức giá khác nhau. Mới đây, xuất hiện một bài đăng giao bán Honda Civic GS sản xuất và đăng ký năm 2022 đã lăn bánh được một năm. Theo chủ nhân, chiếc Honda Civic này đã đi được 4.500 km và thuộc phiên bản cao cấp nhất. Được biết, Honda Civic GS 2022 đang được giao bán với giá 870 triệu, bằng đúng giá niêm yết của nhà sản xuất. Như vậy, người dùng đã lỗ khoản chi phí lăn bánh ở Hà Nội là 996 triệu, tức lỗ khoảng 126 triệu các tỉnh khác sẽ rẻ hơn mức giá trên khá cao, bởi Honda Civic RS này mới chỉ chạy hơn 4.500 km và vẫn còn rất mới. Đồng thời, chủ nhân đã trang bị thêm cho xe nhiều chi tiết body giúp xe thể thao hơn. Honda Civic RS là phiên bản cao cấp với những trang bị hiện đại. Ở ngoại thất, khu vực đầu xe Civic đời mới thiết kế toàn bộ với lưới tản nhiệt sơn đen bóng, nối liền hệ thống chiếu sáng hiện đại. Với bản cao cấp nhất, huy hiệu RS được gắn ngay phía trên lưới tản nhiệt. Honda Civic RS sử dụng công nghệ chiếu sáng LED hiện đại được ứng dụng cho toàn bộ hệ thống chiếu sáng của xe. Phiên bản cao cấp nhất của Honda Civic dùng mâm 18 in sơn đen. Đuôi xe có cánh gió dạng liền đồng màu thân xe, chứ không phải rời kết hợp cụm đèn hậu LED tương tự bản cao cấp. Nội thất của Honda Civic thế hệ 11 được làm mới toàn bộ theo hướng tối giản, thân thiện với người dùng và mang lại cảm giác cao cấp hơn. Vô lăng vẫn dạng ba chấu tích hợp các nút điều khiển tiện dụng. Cần số tái thiết kế ngắn hơn bọc da sang trọng và êm ái khi sử dụng. Với bản cao cấp nhất RS, người dùng xe Honda Civic được nâng tầm trải nghiệm với loạt tiện ích hiện đại như vô lăng và ghế lái đều bọc da, lẫy chuyển số và chế độ lái thể thao, cụm đồng hồ Full LCD 10.2-in, màn hình giải trí kích thước 9-in tương thích Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động hai vùng, âm thanh 12 loa Bose, sạc không dây, chìa khóa Smart Keycard, trái tim của Honda Civic là động cơ tăng áp 1.5 lít cho công suất 176 mã lực và mô men xoắn 240 Nm. Xe kết nối cùng hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước cùng 3 chế độ lái. Xe